Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Trị răng lung lay hay ê buốt bằng bài thuốc dễ làm nhất từ trước đến nay. Làm một lần đến già răng cũng không rụng. Đau răng, sâu răng hoặc răng lung lay, ê buốt là nỗi khổ của hầu hết mọi người ở đủ mọi độ tuổi. Vì thế, mọi nhà nên chuẩn bị hũ rượu này để xử lý các vấn đề về răng ngay tại nhà. Bài thuốc chữa đau răng từ rượu cau bắt nguồn từ thời ông cha ta, có nguồn gốc ở Việt Nam. Số là thời xưa các cụ hay nhai trầu, nhờ đó mà răng óng ả, chắc khỏe cho tới tận lúc lâm chung mà không rụng chiếc nào. Từ đó, tác dụng của cau đối với răng lợi được phát hiện. Ở Việt Nam, một số bệnh viện đa khoa và các phòng khám nha khoa cũng thừa nhận rượu cau là một phương pháp trị sâu răng, viêm lợi hiệu quả. Theo các chuyên gia, quả cau có vị chát, cay, tính ấm, được nghiên cứu là có chứa nhiều chất có tính diệt khuẩn, thanh trùng. Chính vì thế, quả cau cũng được sử dụng trong việc trị run sán, làm cho run sán không bám được vào thành ruột. Rượu trắng có nồng độ cồn cao, có tính sát khuẩn, khi kết hợp với quả cau sẽ làm gia tăng tính diệt khuẩn, đặc biệt tốt trong việc trị sâu răng, làm răng chắc khỏe. Cách làm rượu cau như sau: bổ trái cau làm tư, tách lấy hạt cau, ruột cau, cho vào bình đã đựng sẵn rượu, để cau không bị thâm đen. Nếu bổ hạt cau ra mà không ngâm rượu cay, miếng cau sẽ thâm, nhìn không đẹp mắt. Khi chọn rượu cau, bạn nên chọn rượu trắng, loại mới nấu xong càng tốt. Sau 1 tháng, rượu chuyển màu vàng. Sau khi ngâm 2 tháng, bạn chắt bớt rượu ra một chai mới, để lúc cần dùng, sẽ dùng chai này. Sau đó, thêm rượu trắng vào hũ cũ, để càng lâu càng tốt. Cách dùng rượu cau: sau khi đánh sạch răng, bạn ngậm một chút rượu cau trong 15 phút rồi nhổ đi. Sau đó, kiêng súc miệng, không uống nước hoặc ăn gì trong 30 phút. Mỗi ngày, ngậm rượu cau 2 lần, bạn sẽ không còn đau nhức răng lợi nữa. Về ngâm rượu cau, các bạn có thể ngâm bao nhiêu cau thì ngâm bấy nhiêu. Đừng ngâm ít quá, tác dụng sẽ không cao. Rượu cau sau khi ngâm 1 tháng sẽ có màu vàng đẹp mắt. Lúc này, các bạn có thể sử dụng được rồi. Nếu vừa ngâm xong, đã ngậm thì chưa có tác dụng đâu. Phụ nữ có thai, cho con bú, phải kiêng kháng sinh mà bị đau răng lợi thì nên ngậm rượu cau. Ban đầu, khi dùng rượu cau, có thể bạn sẽ chưa quen vì rượu khá cay. Bạn có thể pha loãng với nước và súc miệng. Sau này quen dần thì dùng rượu cau nguyên chất sẽ có tác dụng mạnh hơn. Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.